chào kính chào khán giả tại um, truyền hình SCT sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 với nội dung thưa quý vị ngày 25 tháng 3 vừa qua trong cuộc họp báo đầu tiên của tổng thống Donald Trump ông đã tuyên bố ông sẽ ra tái tranh cử năm 2024 câu trả lời đó của ông làm nhiều người ngạc nhiên không những ở bên ngoài mà cả bên trong đảng liên Chủ vì chúng ta biết là ông đã 78 tuổi và đến năm 2024 thì là bao nhiêu ông là sắp xỉ 82 tuổi thì làm sao ông ra tranh cử nhưng mà ông vẫn nói bởi vì khi mà phóng viên hỏi gì ông thì ông đã trả lời xin mời có thầy cho coi cái video số 2 trong cuộc họp báo You also just made some news by saying that you are going to run for re-election. I said that is my expectation. So is that a yes that you are running for re-election? Look, I'm, I, I don't know where you guys come from, man. I've never been able to travel. I'm a great respecter of fate. I've never been able to plan four and a half, three and a half years ahead for certain. And if you it, do, if you do run, will Vice President Harris be on your ticket? I would fully expect that to be the case. She's doing a great job. She's a great partner. She's a great partner. And do you believe you'll be running against former President Trump? Oh come on! I don't even think about. I don't. Have, I have no idea. ông no vâng, quý vị thấy đó là cái câu trả không lời của Nó có những chuyện làm người ta thắc mắc. Thứ nhất, ông nói ông sẽ ra tái ứng cử. Và ông expect cái điều đó. Ông dự chủ cái điều đó. Và ông là người tin vào số phận. Và khi được hỏi là liệu vậy thì ông có chọn bà Kamala Harris hay không? Thì ông nói đương nhiên. Bà là một cái người mà gọi là cộng sự rất tốt với tôi. Và khi hỏi như vậy là ông sẽ tái ứng cử với ông Donald Trump thì mà cái đó ông không biết Nhưng mà ông không biết là ông Trump có được đại diện đặc không hay không Đó là bốn cái chi tiết mà làm cho người ta thắc mắc Thế bây giờ khi người ta thắc mắc là Thắc mắc cái gì? Đầu tiên hết thưa quý vị về cái gọi là nguyên tắc của bầu cử tổng thống Khi mà ông tuyên bố như vậy Coi như là tất cả ngay trong đảng Dân Chủ định ra ứng cử năm 2014 là coi như đi chỗ khác chơi đi chỗ khác chơi tôi, nói, tôi, tuyên bố rồi giống như ông Donald Trump ngày 20 tháng riêng năm 2017 ngay ngày đầu tiên lúc ông vừa tuyên thệ làm tổng thống là ông tuyên bố tái tranh cử luôn cho năm 2020 quý vị nhớ không khi ông tuyên bố như vậy là không một anh nào bước vô hết không không có bén màng thế, tôi chặt kỹ dò tôi đã tuyên bố xí phần rồi thì bây giờ ông Biden cũng xí phần luôn Chỉ sau ông Donald Trump có bao nhiêu Khoảng chừng là 60, mấy, 65 ngày Thấy chưa Coi như là hết cửa Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai Khi mà ông nói rằng Ông chắc chắn sẽ chọn bà Kamala Harris Vô làm phó tổng thống Tiếp tục Coi như bà cũng hết cửa luôn Bởi vì nó có một cái chuyện ai cũng biết và ai cũng nghĩ rằng ông biden sẽ chỉ làm tổng thống một nhiệm kỳ mà thôi sau đó truyền ngôi cho bà kamala harris xứng đáng nhất bởi vì bà cận gần với ông nhất và bà nắm được nhiều vấn đề hơn so với những ứng cử viên khác đúng không thì bây giờ ông tuyên bố vậy là hơi xong hàng rồi xong hàng coi như bà sẽ tiếp tục làm phó Đấy không? và người ta đang thắc mắc là trước đây khi mà ông ra tranh cử ông từng nói rằng tôi chỉ là một cầu nối mà thôi cho các thế hệ trẻ bởi vì thưa quý vị biết đó, trong cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua trước khi ra ứng cử đại diện đảng đảng dân chủ ông đã thắng nhiều người trẻ hơn ông nhiều thậm chí đáng tuổi con ông thôi đáng tuổi con đó. ông thắng hết và ông nói tôi là cái cầu nối xin mời các thuật cho coi video số 3 ông quảng cáo như thế nào What's going to happen? Suffering under the weight of a generation after generation after generation. That the best way to bear loss and pain is to turn it into that anger and anguish into purpose. Come together that we defeat the most dangerous president in the modern history of this country. I will never forget, I promise you, this job is not about me, it's about you, it's about us. I view myself as a bridge. There's an entire generation of leaders, they are the future of this country. chức vụ tổng thống này không phải là vì tôi không liên quan tôi mà là liên quan thế hệ này và tôi là cầu nối cho thế hệ kế tiếp thấy không next a push to next generation thấy không vote Joe Biden hai chấm a push to the next generation tôi chết rồi 78 tuổi rồi mà giờ này chưa chịu truyền cho thế hệ trẻ có đợi ở thứ 82 đó quý vị thấy chưa thì khi mà ông tuyên bố như vậy Coi như là người ta chưng hận. Như tôi nói. Ngay trong đảng Dân Chủ là chưng hận. Ngay như cả bà Kamala Harris cũng chưng hận luôn. Thế bây giờ ta đặt lại vấn đề. Ông nói như thế. Nhưng mà 78 tuổi liệu ông có đủ sức ở hết 4 năm hay không? Đó là câu hỏi của người ta. Của nhiều người. Của đại đa số dân Mỹ. Nhất là cái vụ mà hôm trước khi mà ông đi Atlanta. Ông bị vấp cầu thang 3 lần. Người ta lại càng lo sợ nữa và khi ông nói ông trả lời trong cuộc họp báo có vẻ yếu ớt có những lúc đó là nói không không không, nhớ nữa thế thì bây giờ tới lúc đó một lúc nào đó chẳng hạn 2024 đầu năm 2024 hay là giữa năm 2024 bảo giờ tôi mệt có tôi không ứng cử nữa Các cho đảng dân chủ bởi vì lúc đó các ứng cử viên lên đó, sẽ không kịp vận động và đặc biệt là Quý vị biết quan trọng là gì? không kịp gây quỹ để tranh cử tổng thống thấy chưa coi như bây giờ ông già đã có xí chỗ rồi để mà đi ngược lại cái này không phải là dễ bây giờ nếu những ai mà canh me giả sử như tới lúc đó 2024 nếu mà 2023 thì đỡ mà 2024 ông sống tới 2024 ông tiếp tục ông làm và quý vị thấy cuộc họp báo ngày 25 tháng 3 ông bảo là tôi có nhiều chuyện tôi phải làm tôi lo cho người dân mà đến 2004 năm nó ngừng cái bảo thôi giờ tôi không ra tôi yếu quá thì những người nào muốn mà lấy lợi thế họ phải âm thầm gây quỹ từ bây giờ tôi đang nói bên phía đảng dân chủ nha cộng hòa lắp tôi nói sau tức là anh không thể công khai gây quỹ được công khai gây quỹ tức là anh thách thức tôi mà ngay cả những cái người mà cho tiền thì họ bảo Ủa ông Biden ông ra tôi đưa tiền ông như đưa tiền anh chi thấy chưa đến lúc đó Biden bảo thôi giờ tôi không ra nữa tôi yếu quá tôi mệt quá hay vì một lý do nào đó tôi không ra nữa thì lúc đó bên đảng dân chủ sẽ bị thất thế về tiền bạc và về vận động bởi vì một cuộc vận động quý vị thấy như ông trầm vận động 4 năm trời mới còn thua đó. nói chi là đều giờ đến đảng dân chủ vận động chỉ có mấy tháng làm sao thắng nổi rất khó cũng có thể thắng trừ người nào mà xuất chúng chứ còn trung bình mà nói nói theo thói bình thường đó anh có ít nhất là một năm tới hai năm để vận động tranh cử Xin nhắc lại quý vị, ông Donald Trump vận động 4 năm trời mà còn thua. Nói chi là những người này. Và thời buổi bây giờ nó phức tạp hơn cách đây 5-10 năm nhiều. Và bây giờ từ ngày ông Trump muốn lên làm tổng thống sẽ tạo ra tiền lệ là trong tương lai các tổng thống khác khi lên là họ sẽ tuyên bố tranh cử luôn. Để họ mới đủ thời gian để họ gây quỹ. Đó. Thế bây giờ đó là cái trở ngại cho Đảng Dân Chủ. Bị một cái ông tổng thống 78 tuổi, ông si chỗ rồi không làm gì được hết nào bây giờ người ta mới đặt ra vấn đề khác tại sao ông biden không nói thôi tôi làm hết nhiệm kỳ này tôi nghỉ nói như vậy cũng không được luôn nó kẹt cho <laughs> nó chưa bao giờ mà thưa vị nước mỹ có cái tổng thống nào mà nhiệm kỳ đầu tiên mà tuổi nó cao như vậy cho nên mới xảy ra tình trạng mà từ xưa tới giờ chưa bao giờ có xảy ra hết vì sao ông không nói được? Tôi sẽ phân tích tiếp cho quý vị sau một báo cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. cảm ơn quý vị đã hình là truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247. Tôi đã nói về cái chuyện mà ông Joe Biden tuyên bố tái ứng cử năm 2024. Làm cho nhiều người đau đầu nhức óc không biết phải tính sao đây. Thì nãy tôi đã kể quý vị nghe, phân tích quý vị về cái hướng ông Biden nói vậy, hướng của các ứng cử viên Đảng dân chủ trẻ hay là cái hướng bà Kamala Harris cái đường đi tới quá coi như bị kẹt. Thế bây giờ tại sao ông Biden cũng không nói thôi Tôi chỉ làm một nhiệm kỳ thôi tôi nghỉ Mà nhiều người họ nghĩ là như thế Họ muốn nhiệm kỳ là đủ rồi Và quý vị đi hỏi tất cả mọi người Quý vị coi trên mạng xã hội Coi người ta đều nói là ô Thậm chí người người ta bảo là có khi ông không hết một nhiệm kỳ này Ông, ông bị té thì rồi, rồi ba cú Có khi ông có khi ông chết trước đó. Rồi bà Kamala Harris lên luôn Nếu đi theo hướng đó thì lại khác Lát tôi nói cái chuyện hướng đó Cái hướng đó thì dễ lắm Tức là hướng đó hướng bất ngờ Đúng không? Coi như bà Kamala Harris là bất chiến tự nhiên thành tự đâu ông tự chia này ông chết cái vì một lý do nào đó sức khỏe hay gì đó thì ba đương nhiên ba lên thì cái số bà là số lớn rồi thấy không là khỏi nói rồi nhưng bây giờ tôi trở lại tại sao biden ông không nói là ông làm một nhiệm kỳ bởi vì nếu ông nói ông làm một nhiệm kỳ ông sẽ trở thành tổng thống vịt que tiếng anh nó gọi là lên đất president quý vị lên đất thì lên đất là cái tổng thống mà nhiệm kỳ thứ nhì đúng không bởi vì luật hiến pháp mỹ nó chỉ cho tổng thống làm có hai nhiệm kỳ thôi cái nhiệm kỳ đầu là anh ngon cơm anh xung độ thấy không anh làm đủ thứ qua nhiệm kỳ thứ hai ở coi như là coi như anh thắng đi không có trở ngại đi thấy không trước giờ chúng ta thấy thắng ngoại trừ ông bút cha với ông bút, ông ông, ông, ông Trump là bị thôi tính tính mà trong thời gian hiện đại chỉ có hai người ông Carter đó ba người là có một nhiệm kỳ thôi thấy không nhưng mà nếu bình thường đi mà hai nhiệm kỳ đó thì cái nhiệm kỳ thứ nhì đó những năm cuối nó gọi là lên đất president là tổng thống quýt què tổng thống biết què anh sẽ không có uy tín anh gần như không có quyền nữa anh chỉ lo anh đi uh, gây quỹ để xây thư viện anh rồi anh lo vận động uh, cho những người khác rồi những cái chuyện là về hưu anh đi viết sách cái này kia đi diễn thuyết ông ông Biden hết diễn thuyết nổi là ông nói gì còn chưa nổi nữa không phải như Obama hay Bill Clinton thấy không trẻ nó khác đó thành ra ông Biden muốn bảo bây giờ tôi mà làm một uh, có một điểm kỳ thì kẹt và khi biết ông là tổng thống biết què thì sao ông sẽ không thực hiện được các cái chương trình mà ông muốn tham vọng cái mới đầu vô là dớt gần 2.000 tỷ rồi quý vị giờ rồi bây giờ nào là biết đề gì xây dựng đường xá di trú kiểm soát súng quyền bầu phiếu cũng sẽ đủ thứ ấy. mà trong đó lại phải làm sao giữ cho đảng dân chủ tiếp tục kiểm soát hạ viện và thượng viện trong cuộc bầu cử năm 2022 mà nếu bây giờ tôi bảo tôi là cộng tổng thống que thì thua rồi Ai mà cho tiền tôi nữa Có đúng không Kẹt cái đó Thấy chưa Ông bị kẹt cái chỗ đó Và tôi nói tôi biết luôn là ngày hôm thứ hai vừa rồi Tin cho biết đó, Là ông muốn được 4 000 tỷ đô la Vào mùa hè này Hôm trước tôi nói quý vị là 3 000 gì phải không Ông, ông bắt đầu là 1 900 Cho cái vụ mà Covid-19 Rồi tòi ốc tin lọt ra ngoài Cho biết là 3 000 trong đó gồm có xây dựng Sửa chữa, chữa đường xá này Rồi bảo vệ khí hậu này Rồi trợ cấp cho các em đi học nè rồi học đại học cộng đồng miễn phí này bây giờ con số lên tới bốn ngàn tỷ rồi four trillion dollar là thưa quý vị nhưng mà nhiều người ta bảo chắc là ông nâng giá cao bớt xuống là vừa nếu không là khoảng 3 ngàn quanh nhau nữa sẽ quanh nhau với đảng cộng hòa đảng cộng hòa chắc chắn họ sẽ không chấp nhận cái chuyện này nhưng mà không chấp nhận cũng chẳng làm gì nhau bởi vì ông còn được một cái reconciliation ông trước tôi có kể cho quý vị nghe Mỗi một năm quốc hội được làm một reconciliation Tức là liên quan đến tiền bạc mà không bị filibuster Thì hôm nọ họ làm cái 2009 Thì bây giờ cái này họ làm nữa Mà có thể là bên Cộng hòa không đồng ý luôn Cũng không cần một ký rồi Cộng hòa đâu ai bảo phiếu đâu 4.000 tỷ đô la Nghe không? Mà nếu bây giờ tôi bảo tôi là tổng thống Việt què Làm sao tôi làm được? Quý vị thấy không? Trước cái vụ mà bắn ở bên Atlanta Trước cái vụ bắn ở bên Colorado Trước cái vụ mà biên giới là ông dự định ông với bà Kamala Harris là đi nhiều nơi ở nước Mỹ để mà quảng bá cái vụ 1900 tỷ của ông. Là có thể là tôi đã ứng cử nhiệm kỳ hai. Đó, thì thưa quý vị, nó kẹt là kẹt ở chỗ đó. Đó là về vấn đề kỹ thuật các thứ. Bây giờ nó còn vấn đề gọi là ân oán giang hồ. À, nó còn ân oán giang hồ trong đây nữa. Bởi vì sao? Bây giờ nếu ông nghỉ, ông bảo tôi làm một nhiệm kỳ cái người nào lên giả sử nếu ông trump đã tái ứng cử quý vị thấy không nãy cái cô mà Kaylin phóng viên của đài cnn hỏi như vậy là ông có nghĩ là ông sẽ ra tái ứng cử với ông donald trump bởi vì ông trump có thể ra tái ứng cử năm 2024 cho đến giờ phút này ông trump không nói yes không nói nô no. vấn đề ngỏ như thế ông lo cái vụ 2022 trước đã để làm sao cộng hòa lấy lại như là thượng viện hạ viện đâu có tính tiếp nếu ông trump trở lại thì sao Ông Biden không thể để ông Trump trở lại vậy. Quý vị nên nhớ cái quảng cáo của ông Trump, à, của ông Biden trong cuộc bầu cử, ông đều nói chỉ có ông có thể đánh bại ông Trump. Mà ông đã làm được điều đó. Mặc dù ông rất tệ, rất dở, sleepy show. Nhiều người nói là ông già, chống gậy. Ông già đi không nổi, nói không nổi, tệ hại, tệ lậu đủ thứ hết. Núp lùm, núp dưới hầm đủ các thứ chê hết mà ông vẫn thắng ông trump vậy điều đó là gì ông trump còn tệ hơn đúng chưa đó thì bây giờ ông nghĩ là chỉ có ông mới hạ ông trump được thôi mà bây giờ nếu ông ra đi ông bảo tôi là vịt què tôi sẽ không ra ứng cử nhiệm kỳ thứ hai nữa ông trump mà ra mấy tay kia chết ân oán giang hồ là chỗ đó tức là gì quý vị hiểu thế này nè khi ông lên một cái ông ký hàng loạt sắc lệnh ngược lại ông Trump ấy, thấy chưa? Và đến ngày hôm nay ông Trump vẫn còn chỉ trích ông Joe Biden. Ngày hôm thứ hai vừa rồi, ông Joe Biden định làm cái thẻ gọi là vaccine passport cho mọi người cũng bị ông Donald Trump chỉ trích. Cuối tuần vừa rồi ông Donald Trump đi đám cưới ở cái đám cưới ở tại ở, ở tại Malago vẫn tiếp tục nói là cuộc bầu cử vừa rồi bị đánh cắp. Ông Trump càng nhắc thì ông Biden càng phải ở lại. Khổ thế cơ chứ. Tại vì sao? Nếu ông Trump thắng năm 2024, nếu ông Biden không ra, đấy, đấy, những cái nếu đều có giá trị, ấy, bởi vì họ tính chủ quan, thì tất cả những gì ông Biden làm sẽ bị ông Trump lật ngược lại. Mà ông Trump đã làm điều đó với ông Obama rồi. Ông Biden lên lật ngược của ông Trump, quý vị thấy không? ân oán giang hồ là ở chỗ đó mà ít người để ý, ít người biết cái này nó không theo sách vở nó không theo chiến lược gì. nó là cái vấn đề gọi là gì? ân oán giang hồ với nhau là sĩ diện với nhau có nghĩa là gì ông biden ông rất mong ông donald trump trở lại mặc dù nó ô oh, cầm on tôi không biết ông có cái là ở trong đảng cộng hòa nhưng mà ông biden rất muốn có cái sự gọi là rematch tái sức giang hồ tái đấu với ông trump để ông khẳng định là tôi thắng thật sự chứ không phải là bầu cử gian lận như bà Sidney Powell nói mà bây giờ bị kiện một tỷ ba đô la cái đó là cái quan trọng ông muốn cho tất cả fan cứng của ông Trump bị shut up hết nghĩa là tâm phục khẩu phục đó là cái điều mà ít ai để ý thế thì bây giờ đó trở lại cái cuộc họp báo hôm vừa rồi cũng có người chỉ trích ông Biden là ông nói tào lao Ông biết là ông có thể sẽ không ra nổi nhiệm kỳ thứ hai Câu trả lời rất dễ Đúng là ông chỉ cần nói Ô tôi bây giờ mới có trăm ngày Chưa tới trăm ngày tôi nhiều thứ tôi lo lắm Tôi không thể trả lời câu này Câu đó là câu rất là dễ ăn tiền Đúng không? Ai biết nói Thay vì trả lời thẳng một câu hỏi của phóng viên Kê Linh, Chúng tôi lạng cho khác là hiểu rồi Tức là không dét mà không nấu Nhưng mà ông trả lời là dét Thì người ta bảo rằng là trả lời câu này là dở bởi vì trả lời nô no cũng dở mà Z yes cũng dở luôn Bởi vì người ta nghi rằng ông Z yes, là ông Z yes xạo Liệu ông có sống nổi tới ngày đó Thậm chí quý biết, vị, vị biết, biết, biết. Ờ, cái, cái, cái gọi là ông nghệ sinh hài Michael Che ở trên đài chương trình Saturday Night Live đó hôm thứ bảy tuần rồi đó, sau khi nghe ông Biden nói ông còn dở mà không biết ông có sống tới <laughs> năm 2024 nghìn rồi ra tái tranh cử Rồi người ta có chọc như vậy nữa Mỹ chọc hay đó, mà Việt Nam hay nước khác chọc vậy là bu tù Mỹ chọc thoải mái đó thì cứ bảo là ông không nhất thiết phải trả khi mà trả lời câu hỏi như vậy đó nó bảo là tệ nhưng mà thưa quý vị ông không có cách nào khác cả bởi vì cái, phong, cái cô phóng viên Kaylin của đài CNN dí dí tiếp và ông biết rằng lúc đó hoặc sau đó ông Donald J. Trump tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ sẽ nghe cái này và coi cái này chắc chắn ông Trump nó không bỏ qua cho nên sau đó phản ứng thiệt tối thứ năm đó ông lên đài phát là ông chiêu ông bài lần te tua luôn <laughs> State Thành ra even... Thưa quý vị Nó có những cái vấn đề Mà gọi là tâm lý trong đó Thành thì nó bảo là Bây giờ ông Biden Ông ở vô cái thế mà làm cho đảng Dân Chủ Rất là Nghĩa là không biết tường đâu mà ra Bây giờ ông cỡ lì đó làm gì nhau Thế thì bây giờ chỉ có nước là bà Kamala Harris mà may mắn mà nếu mà ông chết thì bà lên thôi. Mà bà Camaric mà lên đó thì nhiều người bảo còn thê thảm hơn nữa Đã có người nói rồi Khi mà thấy ông này vấp cầu thang ba cái đó Là nhiều người mong trong này chết Tôi đã thấy là trên mạng xã hội trù chết nhiều lắm Nhưng mà có những người khác bảo ê khoan khoan ngưng ngưng cũng phèn cứng trầm luôn Đừng 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 trù vậy bà kia lên còn chết nữa Chưa bao giờ lịch sử nước Mỹ mà nó nằm ở trong thời điểm mà nó là quá độc đáo như này một ông Tổng thống 78 tuổi già nhất trong lịch sử nước Mỹ mà khi mà nhậm chức Rồi bây giờ bảo nó tiếp tục ra ứng cử Mà thiệt ông không nói được gì khác hơn Ông không thể nói là tôi không ra ứng cử nữa Đó là câu chuyện đáng chú ý ông Toàn gửi đến cho quý vị Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình Chúng tôi xin hẹn quý vị ở chương trình sau